Tôi chiều nay tôi giới thiệu các em bài suy thượng thận mạng. Rồi bây giờ á thì giống như là tất cả những cái lần mà tôi giới thiệu trước đây, thì cái bài này tôi giới thiệu cái theo những cái mục tiêu tôi sẽ giới thiệu tiếp các em. Trong quá trình tôi giới thiệu thì nếu có vấn đề gì mà các em thấy không rõ ha, hoặc không chưa hiểu không rõ, hoặc là kỹ thuật nó có vấn đề gì đó, thì các em mà đưa tay hỏi tôi sẽ ngừng lại giải thích, hoặc là hỏi thông báo những cái gì trục trặc để tôi điều chỉnh, để làm sao chúng ta có thể chúng ta hiểu được tốt nhất. Và chiều nay thời gian của chúng ta là 1 giờ ha, chúng ta có 1 tiết, chúng tôi cố gắng để những cái thông tin đầy đủ để cho đáp ứng cái mục tiêu điều trị, cái mục tiêu của chúng ta, học tập của chúng ta. Này, thì giới thiệu đây là cái trục hạ đồi, tuyến yên và tuyến thượng thận. Trong cơ thể đây là cái trục rất quan trọng ha, quan trọng và rất nhạy ha, nhạy. Đây chúng ta thấy cái vùng hạ đồi, đây cái vùng hạ đồi, đây nó tiết ra CRH, nó tác động lên tuyến yên. Nha, lên cái thị trước tuyến yên, trong cái việc là, và nó điều chỉnh cái việc tiết ACTH của thị trước tuyến yên. Và ACTH là một cái hormone rất quan trọng ha, rất quan trọng, nó tác động lên vỏ thượng thận, và cái nó tác động lên cái việc mà sản xuất các hormone của vỏ thượng thận ha, chủ yếu là cortisol. Cortisol là một hormone rất quan trọng đối với cái hoạt động của cơ thể. Nó đến khi nó được sản xuất ở vỏ thượng thận, nó sản xuất và nó đến nó được phóng thích ra ngoài biên và đến các cái mô, các cơ quan, nó tác động và nó có cái nồng độ cortisol trong huyết tương đó, nó có cái tác dụng là điều chỉnh là cái việc tiết ACTH của tuyến yên. Và cái trục này rất nhạy, thì chúng ta biết á, là những cái stress, thí dụ như là hạ đường huyết, tụt huyết áp, phẫu thuật, sốt hoặc là chấn thương, vân vân. Đây là những cái stress nó sẽ tác động lên cái vùng hạ đồi và nó kích thích, nó kích hoạt cái trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng, nó hoạt động. Cái vỏ thượng thận nó tiết ra các hormone ha, các hormone nè, chúng ta có cái hormone chính trong đó đó, cortisol ha, cortisol là hormone quan trọng nhất. Và như tôi vừa giới thiệu đó, cái tuyến yên nó tiết ACTH và ACTH nó tác động lên cái vỏ thượng thận, điều chỉnh cái việc tiết cortisol của vỏ thượng thận. Thì cái nồng độ cortisol và ACTH trong ở cái người bình thường nó sẽ thay đổi nha, thay đổi trong ngày và khi có stress. Thì đây là chúng ta thấy cái nồng độ, nồng độ ACTH, cái đường màu nâu này, màu nâu, và cái đường màu xanh này là nồng độ cortisol của huyết tương. Thì cái thay đổi cortisol đấy và ACTH, chúng ta thấy khi ACTH nó tăng thì sẽ vỏ thận nó sẽ tăng tiết cortisol, và nó thay đổi trong ngày, và trong cái nồng độ cortisol nó sẽ giảm thấp vào cái trong đêm ha, và thấp nhất là cả khoảng 4 giờ sáng cortisol được vỏ thận nó tiết ở cái mức thấp nhất, sau đó đó nó sẽ tăng lên và cao nhất khoảng là 8 giờ sáng ACTH và cortisol nó tăng lên. Nè, thì trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng là một cái hệ thống nội tiết quan trọng. Đây, sự cân bằng các hormone nó được tiết ra từ ba khu vực trên. Đây là hệ thống phức tạp. Đây là và khi có sự tổn thương bất kỳ cái vị trí nào trên cái hệ thống này, ví dụ vùng hạ đồi hoặc là tuyến yên hoặc là vỏ thượng thận, nó đều dẫn đến sự suy giảm chức năng của tuyến thượng thận. Không chỉ là ở vỏ thượng thận thôi, mà ở tuyến yên hoặc là vùng hạ đồi bị tổn thương đều ảnh hưởng đến cái việc tiết cortisol.
CAH chúng ta đã được nghe giới thiệu khi chúng ta học sinh lý. Đây là con môn rất quan trọng và nó điều hòa việc tiết ACTH từng đợt và theo nhịp điệu trong ngày. Các yếu tố như là TNF alpha, interleukin 1 alpha, interleukin 1 beta và interleukin 6 nó sẽ kích thích tăng tiết CAH. Rồi, các hormone tiếp theo tôi giới thiệu đó là do thủy trước của tuyến yên nó tiết ra đó là ACTH. ACTH là nó tác động lên vùng bó và vùng lưới điều hòa tiết cortisol và androgen của tuyến thượng thận. Androgen. Và ACTH nó sẽ kích thích cái tiết steroid và nồng độ các hormone tăng lên nó trong vài phút. Khi mà tăng ACTH mãn tính, thí dụ như là cái adenome của tuyến yên, thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả là cái gì, vỏ ăn thận nó sẽ phi đại và tăng sinh, và đương nhiên nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả cuối á là tăng tiết cortisol. Ngược lại, khi giảm ACTH do một á là do bệnh của phụ huynh đôi hoặc là tuyến yên nha, tuyến yên, hoặc là do tuyến yên nó bị ức chế, ví dụ như là người bệnh dùng glucocorticoid kéo dài nha, thì nó sẽ ức chế giảm tiết ACTH, hoặc là bệnh của tuyến yên, tổn thương của tuyến yên nó giảm tiết ACTH. Và cái việc nồng độ ACTH nó giảm thấp thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là vỏ thượng thận nó sẽ teo sau vài tuần, và sau đó đó nó sẽ dẫn đến một cái kết cục là có sự giảm tiết hormone của vỏ thượng thận, ví dụ như là cortisol, androgen hoặc là androgen. Khi có stress như là phẫu thuật, hạ đường huyết, chấn thương thì cái tuyến yên nó sẽ tăng tiết ACTH, và nếu stress nó kéo dài nó sẽ mất nhịp điệu trong ngày. Còn hội chứng cơ sinh là những cái bệnh mà nó dẫn đến cái hậu quả là tăng tiết ACTH, ví dụ như adenom của tuyến yên hoặc là hội chứng tiết ACTH lạc chỗ ha. Đấy, nó tăng tiết ACTH kéo dài, hoặc là bệnh nhân dùng glucocorticoid thì nó sẽ không còn đáp ứng của cortisol và ACTH. Đây những cái hormone mà do cái vỏ thượng thận nó tiết ra. Đây, chúng ta thấy cái sự tổng hợp các hormone này thì hormone quan trọng nhất là cortisol. Đây, chúng ta thấy là 11 desoxycortisol nó sẽ dưới tác động của men, 11 beta hydroxylase nó sẽ chuyển thành cortisol, và đây là cái hormone lưu hành trong máu và nó có vai trò rất quan trọng đối với cái hoạt động sống của cơ thể của chúng ta. Thứ nhì nữa là androsterone. Androsterone là thành phần quan trọng của cái trục hệ thống RAA, renin angiotensin androsterone. Đây, androsterone nó giữ vai trò rất quan trọng trong các việc điều hòa nội môi nha, điều hòa nội môi và duy trì cái lưu lượng ha, lưu lượng tuần hoàn. Và androgen hormone thứ ba, đây là hormone sinh dục nè. Rồi những cái tác dụng của glucocorticoid thì các anh chị đọc lại sinh lý nha, tôi không giới thiệu lại. Để bây giờ suy vỏ thượng thận đó là do bệnh của vỏ thượng thận ha, bệnh của vỏ thượng thận, và nó dẫn đến cái khả năng là cái khả năng tiết cortisol nó bị tổn thương ha, đến 90%. Khi vỏ thượng nó bị tổn thương đến cái mức độ đó thì cái phần còn lại nó tiết cortisol không đủ cho nhu cầu của cơ thể, thì lúc đó chúng ta có suy vỏ thận ha. Thì nhóm nguyên nhân là do bệnh của vùng hạ đồi, như nãy tôi nói rồi, tổn thương bất kỳ cái vị trí nào trong cái trục hạ đồi tuyến yên tuyến thận thì nó đều có thể dẫn đến hậu quả là van thận nó bị tổn thương, là giảm tiết cortisol. Thì đây như vậy là có thể là do tổn thương vùng hạ đồi, vùng tuyến yên, và tổn thương một trong hai vùng này hoặc cả hai thì nó sẽ dẫn đến hậu quả là giảm tiết CAH hoặc là ACTH hoặc cả hai, phải không? Và
acetat nó giảm thì đương nhiên là nó giảm kích thích quan thận tiết cortisol. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhì là trục hạ đồi tuyến yên tuyến thận bị ức chế do dùng glucocorticoid kéo dài. Thế do một á là chúng ta chỉ định glucocorticoid để điều trị, thí dụ như là bệnh nhân có những cái bệnh mà phải dùng glucocorticoid kéo dài hoặc là những cái trường hợp mà ghép tạng vân vân ha. Và dùng như vậy đó để chúng ta đạt cái mục đích điều trị. Nhưng mà đối với trục hạ đồi tuyến yên tuyến thận thì cái nồng độ glucocorticoid trong máu cao kéo dài nó sẽ ức chế tuyến yên, giảm tiết ACTH. Và khi nồng độ ACTH nó giảm đó thì nó sẽ giảm kích thích van thận và lâu ngày van thận nó sẽ teo đi ha, teo đi. Đây, và nó sản xuất cortisol không đủ. Nhưng mà lúc đó bệnh nhân không có suy van thận là nhờ glucocorticoid từ bên ngoài đưa vào. Ha, chứ thực sự cái lượng mà cortisol do van thận đây của bệnh nhân nó tiết ra rất thấp nha, rất thấp. Rồi tần suất mắc bệnh là suy van thận nguyên phát thì có khoảng là 0,5 người trên 100.000 dân trên năm. Đấy, nghĩa là khoảng một bệnh nhân trên 200.000 dân trên năm. Đấy. Rồi, đây là nhóm nguyên phát. Nhóm thứ phát là có khoảng 2 trên 100.000 dân trên năm. Đây là cái thống kê của châu Âu. Rồi, do dùng glucocorticoid ấy, là có khoảng là 1% dân số. 1% dân số. Đây là của châu Âu. Ở Việt Nam chúng ta chắc nhiều hơn. Rồi các cái nguyên nhân hoặc là những cái bệnh cụ thể, trước tiên tôi giới thiệu là suy van thận nguyên phát do nguyên nhân tự miễn. Đây chúng ta có cái tên bệnh ha, tên bệnh chúng ta nghe lâu rồi, bệnh Addison với cái mã ICD-10 là E27.1 ha, E27.1. Thì đây là bệnh chiếm phần lớn các trường hợp suy van thận mạn nguyên phát. Và van thận nó thường nó teo, bao van thận nó mỏng đi, tế bào vỏ thượng thận không còn hoặc là thoái triển và tủy thượng thận thì nó còn nguyên. Và nó thường nó xuất hiện ở tuổi từ 40 đến 50 và nữ nhiều hơn nam. Đó, tỷ lệ nữ trên nam giới đó là cầu khoảng là 5 trên 1 nam rất nhiều. Đây là cái bệnh mà dẫn đến hậu quả là suy vỏ thượng thận không hồi phục, nên nó đã tổn thương rồi thì nó không hồi phục. Đây, tuyến thận bị phá hủy do tự miễn, và cái chứng cứ của tự miễn là cái kháng thể của cái 21-hydroxylase. Đây là enzyme quan trọng trong cái việc tổng hợp cortisol. Đây, một số bệnh nhân mà mắc bệnh cái mắc hội chứng tự miễn nhiều tuyến nội tiết đấy, thì nó cũng có dẫn đến hậu quả là suy van thận. Nhóm nguyên nhân thứ nhì là loạn dưỡng chất trắng tuyến thượng thận, đây là rối loạn có tính gia đình, nó mất myelin rải rác tại thần kinh trung ương, triệu cho bệnh nhân có cái những cái triệu chứng thể thần kinh như là rối loạn nhận thức, ứng xử, rối loạn thị lực, giãn đi, các triệu chứng suy van thận thường xuất hiện trước. Rồi nhóm nguyên nhân thứ ba là lao, thì lao là nguyên nhân thường gặp và 5% bệnh nhân lao lan tỏa thì nó có tổn thương vỏ thượng thận ha, tổn thương vỏ thượng thận. Và tuyến thận đó, thì thường nó to và nó có canxi hóa. Khi mà chúng ta nếu mà bệnh nhân được phát hiện sớm và điều trị lao sớm á, thì cái khả năng hồi phục của tuyến thận này nó có thể nó hồi phục lại hoàn toàn. Rồi cái nhóm thứ tư là nhiễm HIV. Nhiễm HIVS thì nó có thể nó gây tổn thương van thận, và suy van thận nó xảy ra trên bệnh nhân nhiễm cái HIVS đó khi có nhiễm trùng cơ hội rồi, hoặc là có nhiễm nấm, hoặc là cái nhiễm cytomegalovirus. Đấy, chúng ta thấy trong sách này viết là CMV ha, nhiễm CMV là nhiễm Mycobacterium avium complex. Rồi và bệnh nhân xảy bệnh cái suy van thận này nó thường xảy ra trong giai đoạn muộn của nhiễm HIV khi CD4 giảm thấp. Và nhiễm nấm, đây nhiễm nấm hệ thống thì nó có thể nó
phá hủy vỏ thượng thận, và tuyến thận nó to và có thể nó phôi hóa. Và khi nhiễm nấm á, cái thì có thể là chúng ta dùng các loại thuốc kháng nấm, cái nhóm azole, ví dụ như là ketoconazole, thì nó ức chế cái cytochrome B450 và nó ảnh hưởng đến việc tổng hợp cortisol. Và khi dùng thuốc kháng nấm như cái nhóm azole đó, thì bệnh nhân suy vỏ thượng thận còn bù, nó có thể bị thúc đẩy gây ra đợt cấp của suy vỏ thận do cái việc ức chế tổng hợp cortisol của các loại thuốc kháng nấm nhóm azole. Rồi kế tiếp là bệnh thấm nhuộm xâm lấn tuyến thận, các bệnh là thí dụ như là thoái hóa dạng bột, sarcoidosis, hoặc là nhiễm sắc tố sắc, hoặc là bệnh nhân bị ung thư di căn từ ung thư phổi, ung thư tuyến vú, ung thư thận, ung thư đường tiêu hóa, và nó di căn đến tuyến thượng thận và nó làm tổn thương tuyến thận rồi dẫn đến hậu quả là suy vỏ thượng thận. Rồi đây là các nguyên nhân suy tuyến thận mạn. Rồi suy tuyến thận, suy vỏ thượng thận cấp, thì chúng ta xem các cái nguyên nhân gây suy tuyến thận cấp. Đấy, cấp tính. Thứ nhất là nhồi máu xuất huyết tuyến thận do nhiễm trùng huyết, do meningococcus, do nấm mô cầu, phải không? Nấm mô cầu. Thì đây là cái khi mà nhiễm nấm mô cầu tối cấp, phải không? Thì nó có thể nó dẫn đến hậu quả là cái tuyến thận nó bị tổn thương, nghe, tổn thương gồm có là nhồi máu và xuất huyết và dẫn đến hậu quả là suy vỏ thận. Thứ nhì nữa là phẫu thuật tuyến thận, cắt bỏ một phần hoặc cắt bỏ hoàn toàn một tuyến thận do nguyên nhân gì đó và có thể dẫn đến hậu quả là suy vỏ thận. Và nhóm nguyên nhân thứ ba là liều corticoid bổ sung không phù hợp trên bệnh nhân suy vỏ thận. Đây và nó khi nó có cái yếu tố thúc đẩy như là đợt cấp của đợt cấp như là nhiễm trùng. Thí dụ như là bệnh nhân đã dùng glucocorticoid. Bây giờ người ta có các cái stress, thí dụ như là nhiễm trùng mà chúng ta không tăng liều thì cái lúc đó đó bệnh nhân sẽ có suy vỏ thận, vì chúng ta biết là khi có stress ở người bình thường thì vỏ thượng thận nó sẽ tăng tiết cortisol từ 16 đến 20 lần cái mức bình thường. Và trên bệnh nhân bị dùng glucocorticoid lâu dài thì vỏ thượng thận nó đã bị teo đi, nó không sản xuất được glucocorticoid nữa. Nếu mà bệnh nhân bị stress, đang dùng glucocorticoid mà bị stress, và khi chúng ta không tăng liều cortisol lên đang dùng đó, thì bệnh nhân có thể có thiếu cortisol và có biểu hiện của suy vỏ thận. Rồi xuất huyết tuyến thận thì ít gặp, thường ở trên bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu, rối loạn đông máu nè. Triệu chứng của xuất huyết tuyến thận đây là thường là tụt huyết áp và choáng chiếm nhiều nhất, rồi sốt, rồi buồn nôn và nôn, mất định hướng co giật, tim nhanh, tim tái. Bệnh nhân có thể có các cái triệu chứng như là đau bụng hoặc là đau lưng, cứng bụng hoặc là cứng vùng bụng hoặc vùng lưng, đau ngực và phẳng thành bụng. Đây là những cái triệu chứng lâm sàng rất thường gặp nhưng mà nó không điển hình. Giống như một cái là choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, do đó là rất khó chẩn đoán, rất khó chẩn đoán sớm. Đây là cái suy vỏ thận cấp. Rồi bây giờ suy vỏ thận mạn, như tôi nói là vỏ thận nó tiết ra ba cái hormone là cortisol, aldosterone và androgen. Thì khi vỏ thận nó bị suy thì có thể dẫn đến là cái gì? Thiếu một trong ba hormone đó hoặc là thiếu cả ba. Thiếu cả ba. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta xem là khi thiếu từng hormone thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng gì. Thứ nhất là thiếu androgen, chúng ta biết là androgen là hormone rất quan trọng trong cái việc là cái điều hòa nội môi, điều hòa nội môi duy trì cái lưu lượng máu nội mạch. Và khi thiếu androgen á thì bệnh nhân sẽ có yếu toàn thân, rồi có giảm huyết áp, huyết áp bệnh nhân giảm thấp,
Có tụt huyết áp tư thế là bệnh nhân lúc nằm thì không sao, nhưng mà khi thay đổi tư thế đó thì huyết áp bệnh nhân thấp xuống. Rồi có tăng kali máu, ha, tăng kali máu, có toan máu nhẹ, ha, đây là thiếu aldosterone. Thứ nhì, thiếu cortisol, đây là hormone có thể nói là quan trọng nhất và thường giảm khi có suy van thận. Thì chúng ta biết cortisol là hormone rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể, và chúng ta thấy là khi thiếu cortisol thì nó dẫn đến cái gì? Giảm tăng sinh đường. Tăng sinh đường nó thường nó xuất hiện, thường nó tăng sinh đường nó tăng lên ở cái giai đoạn ở lúc đó, lúc đó, và rồi giảm dự trữ glycogen và giảm quy động và sử dụng mỡ. Rồi cái triệu chứng của tiêu hóa thì chúng ta thấy là bệnh thiếu khi thiếu cortisol đó thì bệnh nhân thường có triệu chứng là chán ăn, buồn nôn, đau bụng, đau bụng. Và chúng ta thấy đây nè, bệnh nhân chán ăn, buồn nôn, nghĩa là ăn không được, kèm theo là giảm tăng sinh đường, giảm dự trữ glycogen, giảm quy động và sử dụng mỡ. Do đó đó là bệnh nhân bị suy van thận thường có thể là hạ đường huyết lúc đó, hạ đường huyết lúc đó. Rồi các cái triệu chứng của tiêu hóa như là các triệu chứng tim mạch như là giảm huyết áp, huyết áp thấp là tôi nói rồi. Triệu chứng thần kinh thường bệnh nhân mê mệt, vô cảm, lú lẫn, tâm thần. Đấy. Rồi các bệnh nhân có tăng tiết ACTH và MSH nó gây sạm da, giảm khả năng đáp ứng với stress. Thì chúng ta biết là khi có stress thì tuyến thận nó sẽ tăng, ở người bình thường tuyến thận nó sẽ tăng tiết cortisol từ 16 đến 20 lần mức bình thường, và khi suy van thận rồi thì khi có stress thì tuyến thận nó không thể tăng tiết cortisol được, do đó đó cái khả năng đáp ứng với stress nó giảm. Đây, hormone thứ ba là thiếu androgen. Thiếu androgen thì thiếu androgen thường là bệnh nhân có mệt mỏi, có giảm lông nách ở phụ nữ, có giảm khả năng hoạt động tình dục hoặc là bất lực ở nam giới. Thì rồi bây giờ đấy là cái biểu hiện lâm sàng của thiếu một trong ba hormone chính của van thận. Bây giờ kế tiếp là triệu chứng lâm sàng của suy thượng thận mạn, nó gồm có cái gì? Thứ nhất là yếu và mệt mỏi, đây là triệu chứng rất thường gặp, chiếm khoảng 100% các trường hợp bệnh nhân suy suy van thận chưa được điều trị, thì cái triệu chứng yếu và mệt mỏi là gần như lúc nào cũng có. Rồi chán ăn thì 100%, nãy như tôi nói với anh chị rồi, đây yếu mệt mỏi, thiếu aldosterone cũng yếu mệt mỏi, thiếu cortisol cũng yếu mệt mỏi, và thiếu androgen cũng yếu mệt mỏi. Chán ăn thường là thiếu cortisol, phải không? Đây, yếu mệt mỏi và chán ăn. Rồi những cái triệu chứng của tiêu hóa như là buồn nôn, nôn, trướng bụng, đau bụng và tiêu chảy, những triệu chứng này đây là gặp tùy gặp với các mức độ khác nhau. Trong đó đó buồn nôn và nôn là hai cái triệu chứng thường gặp nhất với cái tỷ lệ là 86% và 75%. Rồi đấy là các triệu chứng lâm sàng. Rồi các cái dấu hiệu như là đau cơ cân, sụt cân thì có khoảng là 100%, sạm da 93%, huyết áp thấp 93% và vết loang trắng 10 đến 12%. Chúng ta xem lại sạm da đây. Sạm da là da thường có màu nâu đồng, xuất hiện vùng tiếp xúc với ánh sáng, vùng cọ sát, sẹo. Các cái vùng mạc cổ bàn tay thì như là sạm nắng, các cái nếp gấp bàn tay thì màu nâu đen, niêm mạc má miệng sàn lợi, niêm mạc quanh hậu môn thì nó có cái đốm giống như đá đen. Cơ chế là do tăng tiết acetat nó kích thích các cái thụ thể melanocortin và nó dẫn đến tăng tổ hợp melanin. Đây chúng ta thấy đây là các vết lăn trắng nè các anh chị, đây vết lăn trắng. Và đây là người da trắng, nhưng mà chúng ta thấy là cái bàn tay của nó, cái mu bàn tay giống như là sạm nắng, giống như bị sạm nắng. Rồi niêm mạc miệng, đây, niêm mạc miệng chúng ta thấy là mặt trong niêm mạc miệng đó nó đen lên như là cái màu đá đen. Rồi đây là người da trắng và chúng ta thấy đang bệnh nhân bị sạm da, sạm da giống như là bị lâm nắng vậy. Rồi bàn tay của bệnh nhân
suy võ thận mạn, chúng ta thấy cái mu bàn tay thì da sậm lên như là bị rám nắng, và cái lòng bàn tay đó chúng ta thấy đây các cái chỉ tay, đây các chỉ tay bệnh nhân đây, đây nó sậm màu, sậm màu giống như là người ta làm gì, người ta bị bẩn cái bàn tay mà rửa không sạch. Đây, đây chúng ta thấy rõ ràng phải không? Đây các cái vết sậm màu dọc các cái chỉ tay đây ha, theo các chỉ tay đây. Rồi đấy là lâm sàng của suy võ thận mạn. Bây giờ cận lâm sàng thì chúng ta thường chúng ta xét nghiệm đó, chúng ta thấy có thiếu máu đằng sát, rồi đường huyết thường thấp, nãy tôi giải thích các anh chị rồi, do cái gì? Giảm tăng sinh đường, giảm dự trữ glycogen, là bệnh nhân ăn uống kém phải không, thì đường huyết thường thấp và đặc biệt là lúc đói nha. Rồi natri máu giảm, tăng kali máu và tăng canxi máu, bệnh nhân có toan máu nhẹ, có tăng nhẹ full creatinine và OCG có điện thể thấp. Đây là những cái cận lâm sàng rất thường gặp. Tuy nhiên đây là những cái cận lâm sàng nó không đặc hiệu, Rồi để chẩn đoán suy võ thượng thận thì như tôi nói nãy, suy võ thận thì nó có giảm tiết các hormone của võ thận, trong đó cortisol là cortisol số 1 thường gặp. Thì để chẩn đoán suy võ thận thì chúng ta định lượng chúng ta định lượng hormone, trong đó định lượng cortisol là quan trọng nhất. Thì chúng ta đo ra định lượng cortisol huyết tương và nước tiểu. Chúng ta đo cortisol của huyết tương lúc 8 giờ thì nó giảm. Nếu mà nó giảm đây, nếu mà nó dưới 30 gram trên decilit thì nó gửi chẩn đoán suy võ thận ha, suy võ thận. Rồi kế tiếp nữa là định lượng aldosterone, định lượng aldosterone và tetrahydroaldosterone trong máu và nước tiểu đó, thì chúng ta thấy là khi chúng ta xét nghiệm là có thể giảm ha, có thể giảm. Và ACTH là hormone của tuyến yên. Và chúng ta định lượng ACTH ra thì nếu nó cho kết quả là nồng độ ACTH trong máu tăng cao, tăng lên, thì chúng ta chẩn đoán là suy võ thận này nguyên nhân tại võ thận. Và khi cái võ thận nó suy, nó giảm tiết cortisol, và khi nồng độ cortisol trong máu thấp và tuyến yên nó còn bình thường, nó sẽ tăng tiết ACTH. Lúc đó chúng ta sẽ thấy ACTH trong máu tăng cao. Ngược lại đó, nếu mà ACTH nó giảm nữa thì chúng ta có thể chúng ta kết luận đây là suy võ thận nguyên phát, thứ phát, là nguyên nhân của suy võ thận này là do tuyến yên nó bị tổn thương, nó giảm sản xuất ACTH và nó dẫn đến kết quả là nồng độ ACTH nó giảm thấp kéo dài, nó giảm kích thích võ thận và dẫn đến hậu quả là võ thận nó bị teo đi và giảm sản xuất cortisol. Đây là cái xét nghiệm rất quan trọng giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt. Và cái đối với xét nghiệm ACTH thì đây là cái việc mà chúng ta lưu ý, là chúng ta lấy mẫu xét nghiệm lúc 8 giờ trong điều kiện cơ bản máu phải giữ lại tách plasma nhanh vì ACTH nó bị thấu quá nhanh do các cái peptidase trong máu. Đây, đây là xét nghiệm ACTH. Kế tiếp đó là chúng ta làm cái nghiệm pháp kích thích bằng ACTH, kích thích nhanh bằng ACTH. Đấy, kích thích võ thận đó các anh chị, nhanh bằng ACTH. Đây, đây chúng ta dùng ACTH đó để chúng ta đánh giá cái đáp ứng của võ thận với ACTH. Đây, đây là nghiệm pháp động được sử dụng rộng rãi nhất giúp đánh giá chức năng của tuyến thận. Đây, thì chỉ định chỉ định để chúng ta đánh giá cái chức năng của mà võ thận. Và trong chỉ định, một là có bệnh nhân có tiền sử tăng nhạy với sinaten, là loại thuốc ACTH tổng hợp tăng nhạy cảm với nó,
thì thôi không dùng. Thứ nhì nữa là bệnh nhân có huyết áp cao chưa kiểm soát nên vì acetate cho vào nó có thể nó làm tăng huyết áp. Chúng ta không chỉ định đây, khi nào mà chúng ta điều trị chúng ta đưa huyết áp trở về mức bình thường lúc đó chúng ta có thể chúng ta chỉ định ha. Rồi loạn nhịp tim nặng thì khi cho acetate vào nó có thể nó làm loạn nhịp tim nặng hơn và hạ cái ly máu nặng. Thì khi chúng ta điều trị chúng ta kiểm soát được tần suất nhịp tim, chúng ta đưa kali máu trở lại bình thường thì chúng ta vẫn có thể chúng ta chỉ định được cái test acetate trên bệnh nhân mà suy van thận. Acetate thì nó kích thích van thận tiết nhanh cortisol nha, cho vào nó kích thích van thận tiết nhanh cortisol và chúng ta đo cortisol huyết thanh trước và sau khi tiêm acetate nó giúp chúng ta đánh giá cái chức năng van thận phải không. Đây bình thường sau khi chúng ta cái phần này người ta thực hiện thì thôi không chúng ta không cần. Nè, khi chúng ta tiêm acetate vào á thì cái van thận nó sẽ tăng tiết nhanh cortisol và bình thường thì khi cortisol huyết thanh nó tăng từ 20 mg trên decilit trở lên thì chúng ta kết luận là van thận bình thường. Còn nếu mà chúng ta tiêm ACTH vào mà cortisol nó không tăng hoặc là nó tăng ít nha, nó tăng ít chứng tỏ là van thận nó bị tổn thương không, chứng tỏ là van thận nó bị tổn thương. Rồi đây là cái nghiệm pháp kích thích bằng acetate. Rồi cái nghiệm pháp methylamine thì thôi cái này thì không phải mục tiêu tập của các anh chị do đó tôi không giới thiệu ha. Rồi nghiệm nghiệm pháp hạ đường huyết đây, đây là trước đây là một cái test này là cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta đánh giá cái trục hạ đồ tuyến yên tuyến thận đó các anh chị. Thì chúng ta biết là nãy giới thiệu khi giới thiệu về trục hạ đồ tuyến yên tuyến thận tôi có giới thiệu đó các cái stress trong đó có hạ đường huyết thì nó sẽ kích thích van thận tăng tiết ACTH rồi nó sẽ tăng tiết tuyến yên nó sẽ tăng tiết ACTH và cuối cùng là van thận nó sẽ tăng tiết cortisol. Đấy là ở trên cái người bình thường khi bị hạ đường huyết. Và chúng ta làm cái test hạ đường huyết bằng insulin là gì? Chúng ta cho insulin vào để gây ra hạ đường huyết để qua đó thì chúng ta xem coi là khi hạ đường huyết á, thì van thận nó có tăng tiết cortisol được hay không nha. Và chúng ta cái test này chúng ta chỉ định để chúng ta xem cái bệnh nhân có suy tuyến yên trước hoặc là suy tuyến yên do là tổn thương vùng hạ đồi hay là thiếu GH ở trẻ em trong chỉ định là bệnh mạch vành. Chúng ta biết rồi và khi bệnh nhân có bệnh mạch vành mà hạ đường huyết thì có thể là làm đau ngực ha, loạn nhịp tim hoặc là nhồi máu cơ tim. Rồi có bệnh mạch máu não đây vì khi hạ đường huyết có thể tai biến máu não nó xuất hiện. Rồi động kinh đấy, trên cái người mà có động kinh thì khi đường huyết nó có thể nó làm cho cái cơn động kinh nó xuất hiện hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán suy van thận rồi thì chúng ta không làm. Cái test này chúng ta làm sao đấy, chúng ta cho insulin vào để gây hạ đường huyết để đưa đường huyết xuống tới mức 40 mg/dL nha, bằng insulin từ tĩnh mạch. Chúng ta xét nghiệm cortisol và ACTH phút 30, 45, 60, 75, 90 đấy và đồng thời vậy là chúng ta cũng đo đường huyết ha, đo đường huyết đây. Và về nguyên tắc ha, nếu ở cái người bình thường thì khi đường máu glucose máu nó giảm đó thì GH là hormone tăng trưởng và cortisol sẽ tăng ha. Chúng ta ngừng test khi là cái bệnh nhân có triệu chứng hạ đường huyết và khi ngừng thì chúng ta tìm ngay glucose ủ trương để cho đường huyết nó phục hồi nhanh và chúng ta cũng xét nghiệm
cortisol. Và ở người bình thường đó, ở người bình thường thì khi đường huyết nó hạ đó thì cortisol nó sẽ tăng 8 mg trên decilit so với trước test nha, và thường nó từ 18 đến 20 mg trên decilit đây. Và nếu mà nó đáp ứng bình thường với test insulin thì cho phép chúng ta chẩn đoán loại cái chẩn đoán suy suy van thận và giảm nhiều chất acetat của tuyến yên. Nghĩa là nếu mà chúng ta làm gây hại đường huyết mà cortisol đấy nó tăng bình thường, cortisol máu tăng bình thường, thì chúng ta có thể là chúng ta kết luận là không có suy van thận và cũng không có giảm dự trữ acetat của tuyến yên. Đây là trục hạ độ tuyến yên tuyến thận bình thường. Đây trên sơ đồ chẩn đoán, khi mà trên một người mà chúng ta nghi ngờ là suy van thận thì chúng ta làm cái test nha, test kích thích nhanh bằng ACTH. Chúng ta cho ACTH vào, để xem nó cái ACTH nó kích thích van thận, nó kích cortisol như thế nào. Nếu mà đây bình thường, nếu tự bình thường thì chúng ta suy loại cái suy van thận nguyên phát. Nếu mà nó bất thường là chúng ta tiêm vào mà cortisol nó không tăng hoặc là nó chỉ tăng nhẹ thôi, thì lúc đó chúng ta kết luận là suy van thận, và chúng ta làm cái test, chúng ta xét nghiệm acetat của huyết tương. Nếu mà acetat huyết tương nó tăng lên, tăng cao thì chúng ta chẩn đoán là suy van thận nguyên phát. Tại sao? Khi mà van thận nó bị suy, nó giảm tiết cortisol, nồng độ cortisol trong máu thấp, đấy, nó sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết ACTH. Nếu tuyến yên bình thường, nó sẽ tăng tiết ACTH. Ngược lại, nếu mà xét nghiệm ACTH bình thường hoặc là thấp, đây, cortisol nó đã thấp rồi và chúng ta xét nghiệm là acetat nó bình thường hoặc là thấp thì chúng ta kết luận là suy van thận thứ phát. Tại sao? Thì khi cortisol nó thấp đó, nếu tuyến yên nó bình thường thì nó phải là tăng sản xuất acetat. Còn đằng này acetat vẫn thấp hoặc là bình thường, nghĩa là nó không tăng tiết được, chắc như vậy là tuyến yên nó bị tổn thương. Đây là cái mà chẩn đoán suy van thận. Những cái trường hợp tôi liệt kê, những cái trường hợp mà cái trục hạ độ tuyến yên tuyến thận nó bị ức chế. Đây, cái trục hạ độ tuyến yên tuyến thận nó bị ức chế, thứ nhất là do dùng glucocorticoid kéo dài, dùng thuốc glucocorticoid kéo dài, do điều trị hoặc là do lạm dụng cũng vậy. Đây. Đây. Nếu mà một cái người mà dùng glucocorticoid 15 đến 30 mg trên ngày thì trong 4 đến 8, trong thời gian là 4 đến 8 tuần thì trục hạ độ tuyến yên tuyến thận nó có thể bị ức chế từ 8 đến 12 tháng. Nếu dùng prednisolone từ 12.5 mg trên ngày thì trong thời gian 4 tuần thì cái trục hạ độ tuyến yên tuyến thận nó có thể bị ức chế 1 đến 4 tháng. Và nếu bệnh nhân được điều trị với glucocorticoid và đáp ứng bất thường với test acetat thì chắc chắn là trục hạ độ tuyến yên tuyến thận nó còn bị ức chế. Đây là cái mục tiêu 2 là chẩn đoán suy vỏ thượng thận. Rồi có ai có cái gì không rõ cần hỏi không, trước khi tôi qua tôi nêu các nguyên tắc điều trị. Rồi, đây là cái suy van thận, bây giờ điều trị như thế nào?
Suy van thận nó là cái bệnh mà đây là cái bệnh mãn tính ha. Và cái khi trước khi có glucocorticoid á thì bệnh nhân suy van thận có thể sống 1 đến 2 năm. Đấy, 1 đến 2 năm. Đấy. Và hiện tại sau khi có glucocorticoid đó thì bệnh nhân suy van thận có cuộc sống gần như là bình thường. Đấy. Người ta cái thời gian sống hoặc là cái tử vong của bệnh nhân đó chủ yếu là do là một á, là chúng ta phát hiện muộn, phát hiện và xử trí muộn. Thứ nhì đó là do cái bệnh mà nó dẫn đến hậu quả suy van thận, thí dụ ung thư di căn, phải không? Ung thư di căn đây là những cái bệnh đó, nó gây ra tử vong cho bệnh nhân chứ không phải là suy van thận bị tử vong. Vì khi có glucocorticoid chúng ta bổ sung vô glucocorticoid thì bệnh nhân có thể có cuộc sống gần như là bình thường. Và điều trị suy van thận á, là chúng ta điều trị sao? Chúng ta làm sao cho lâm sàng trở lại bình thường, phục hồi trọng lượng cơ thể, là duy trì huyết áp bình thường, không tụt quá tư thế, điện giải độ bình thường và trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thận nó trở lại bình thường. Và cái nguyên tắc điều trị đó cái gì? Đấy, đương nhiên là cho bệnh nhân dinh dưỡng hợp lý nha, dinh dưỡng hợp lý. Cái nguyên tắc điều trị đó, nguyên tắc số 1 á, là bổ sung glucocorticoid. Đây là nguyên tắc số 1. Này. Thì thường bệnh nhân được cho bổ sung glucocorticoid bằng hydrocortisone. Nha, hydrocortisone. Trước đây là khó tìm, bây giờ thì dễ rồi. Nè, hydrocortisone là uống. Nè. À, chúng ta bổ sung hydrocortisone liều là sáng 20 mg, chiều 10 mg, ngày 2 lần, số trường hợp thì chỉ cần một liều thôi. Nếu mà bệnh nhân có phù ha, có phù khó kiểm soát, hoặc là bệnh nhân có suy tim đấy, hoặc là đấy bệnh nhân có tăng huyết áp khó kiểm soát, thì chúng ta biết là hydrocortisone nó giữ muối nước nhiều hơn những cái loại glucocorticoid khác như là prednisolone hoặc là dexamethasone. Nha, bình thường đấy, dùng hydrocortisone vì cái khả năng giữ muối nước và tác dụng glucocorticoid của nó đều đặc biệt là giữ muối nước của nó mạnh. Nhưng mà những cái trường hợp như là huyết áp tăng, huyết áp khó kiểm soát, bệnh nhân phù đây, thì như vậy đó chúng ta có thể chuyển sang những loại glucocorticoid mà ít sử dụng muối nước hơn, ví dụ như là prednisolone hoặc là dexamethasone. Nha, dexamethasone này dùng kéo dài các anh chị. Những trường hợp nào chúng ta tăng liều khi béo phì, vận động nhiều, hoặc là dùng chung cái loại thuốc gây tăng chuyển hóa và giảm liều trên bệnh nhân có bệnh gan, là bệnh nhân lớn tuổi, đái tháo đường, đái kéo dài, tăng huyết áp, vân vân. Rồi chúng ta có thể bổ sung thêm cái loại thuốc mineralocorticoid. À, đây, đây thì đây là cái tên cái loại hiện tại đây chúng ta có là glucocortisone. À, xin lỗi, đang glucocortisone trên, nhưng mà trên thị trường chúng ta khó tìm lắm nghe các chị. Đấy, với tên thương mại là Florinep hoặc là Astonim. Đây, liều trung bình là 0,1 mg trên ngày, là cỡ khoảng 0,05 đến 0,2 mg trên ngày. Chúng ta cho bệnh nhân ăn đủ muối và liều khởi đầu á, thì 0,05. Sau đó theo dõi huyết áp, và chúng ta điều chỉnh liều. Mỗi một lần tăng hay giảm liều thuốc là 0,05 mg. Rồi bổ sung androgen. Đấy, thường là tạo cảm giác khỏe và cải thiện chức năng, khả năng hoạt động tình dục của hai phái. Nè, cái này thì gần đây thì người ta cho nhiều hơn, trước đây người ta chỉ bổ sung được cái hydrocortisone là xong.
Rồi hướng dẫn bệnh nhân chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân rõ về bệnh và sự cần thiết phải bổ sung glucocorticoid để bệnh nhân biết và dùng kéo dài. Nên đôi khi người ta thấy tác dụng phụ của glucocorticoid thì người ta sợ người ta không uống thuốc và như vậy thì bệnh nhân sẽ không khỏe. Ha. Rồi và chúng ta hướng dẫn bệnh nhân tăng liều 2 đến 5 lần khi có stress nhẹ, thí dụ như là những cái nhiễm trùng nhẹ, những cái thí dụ như viêm mũi rồi vân vân, những cái nhiễm trùng nhẹ nó làm tăng cái nhu cầu cái glucocorticoid và lúc đó thì bệnh nhân nên được tăng cái liều từ 2 đến 5 lần và sau khi stress nó đi qua thì chúng ta trở lại cho bệnh nhân trở lại liều đầu. Này. Và cũng giải thích cái nguy cơ dùng glucocorticoid quá liều. Bệnh nhân dùng không khỏe và dùng glucocorticoid người ta thấy khỏe hơn và có số người người ta tăng liều vì người ta thấy khỏe hơn người ta tăng liều và dẫn đến tăng tác dụng phụ do dùng glucocorticoid. Rồi, tiên lượng là khi có glucocorticoid và mineralocorticoid thì bệnh nhân suy van thận mãn thường là tử trước khi có cái này các anh chị thì thường bệnh nhân tử vong trong khoảng 2 năm khi bệnh khám phá. Ngày nay thì người ta có cuộc sống gần như là bình thường. Đây bình thường. Thời gian sống là tùy thuộc vào bệnh nó gây ra suy van thận. Thí dụ như tôi nói ung thư, phải không? Rồi. Bệnh tử vong do là khởi phát nhanh và không được chẩn đoán và xử trí đúng lúc hoặc là do các cái nguyên nhân nó gây suy van thận nha. Suy van thận thí dụ như tôi nói đó là ung thư. Rồi. Xong bài suy van thận, có ai có gì cần hỏi không?